Một cái căn nhà mà trên tay em Hậu ở đây á là có cái cuốn sổ đỏ là bà con mình nhìn là biết như thế nào rồi đúng không ạ? Chính chủ từ xưa giờ chưa thông qua đầu tư luôn, mà thuộc phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách đường Tôn Đức Thắng chỉ có 30 mét thôi, cách chợ Long Hoa 700 mét, thuận tiện đi lại, đường xá rộng, đường nhựa luôn. Mời bà con cùng em tham khảo cái bất động sản này nha. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Thì ngày hôm nay em Hậu đang ở đây là đường Tôn Đức Thắng nha quý cô chú anh chị. Hướng này bà con mình đi về là ngay chỗ cửa năm chợ Long Hoa luôn. Ở đây là phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha bà con. Từ đây mình đi về tới ngay chỗ chợ Long Hoa, bà con mình đây đi có thể nhìn thấy từ xa được khoảng chừng là 700 mét thôi nha bà con. Đó, đường có một lộ giới rất là rộng. Hướng này á, là bà con mình á, có thể á, là đi ra đường quốc lộ 22B về Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây. Đó, ra đường quốc lộ để bà con mình đi về thành phố Hồ Chí Minh được luôn nha bà con. Và ngay vị trí này á, đây là điện thờ Phật Mẫu phường Long Thành Trung nè. Đó, bà con mình thấy khu vực này rất là sầm uất nha. Và ngay vị trí này trên cái con đường nhựa ở đây em Hậu có một cái bất động sản với diện tích ngang là 9m, dài 25m, mặt tiền đường nhựa, có nhà luôn. Bà con mình ai mà kinh doanh mua bán này kia nọ mình có thể chọn cái bất động sản này nha. Tại vì cái đường này nè là bà con mình đi thẳng ở bên kia là đường Phạm Hùng, đường này là Tôn Đức Thắng, mà chúng ta đi tới nữa là ra đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Phú luôn. Một cái con đường mà nó thông thoáng vậy nè, đi lại rất là thuận tiện. Nó lưu lượng xe qua lại trên cái tuyến đường này cũng rất là nhiều. Đó, mình ở đây á là bà con nào mà ai mà ở miền Tây hay là các khu vực khác chúng ta về đây muốn tìm một cái bất động sản mà thuộc thị xã Hòa Thành, phường Long Bình Trung mà gần chợ Long Hoa để mà chúng ta an cư lạc nghiệp, định cư mua bán được á, thì ở đây với chiều ngang 9 mét luôn nha bà con. Đó, chiều ngang 9 mét, hướng này bà con mình đi ra là đường Trần Phú nè, đường Nguyễn Chí Thanh nè. Từ đây mình đi ra đường Nguyễn Chí Thanh, bà con mình đi có khoảng 150 mét là tới đường Nguyễn Chí Thanh rồi. Đó, đường rộng rãi. Ở đây em Hậu có cái bất động sản có bao quanh nha hết rồi. Bờ tường, bờ rào có sẵn cho bà con mình. Có mái tôn đưa ra. Đó, ở trước này là có tráng xi măng sẵn luôn. Này, cái sân cực kỳ rộng. Nhà mình mà có ô tô để thoải mái luôn. Cổng rào, bờ rào xung quanh hết. Bà con mình khỏi với lo vấn đề về an ninh nha. Đó, có mái tôn đưa ra, nhà mình có số sẵn luôn nha bà con. Ở đây á, bà con nào mình có thể là để ô tô chạy vô đây cũng được. Bên đây bà con nào có thể là buôn bán tập quá rồi là để ngay này là hợp lý luôn. Đấy, sân là lót tráng bê tông rồi. Đấy, 9 mét ngang, 25 mét chiều dài, thổ cư 100%. Nhà này còn rất là chắc chắn cho bà con mình. Đó, ở khu vực này á là khu vực coi như là khu vực phòng khách, còn bên đây á là khu vực cái chữ L bên hông nè. Đó, bà con nào có thể là ở trước thì nếu mà mình có bên đạo cao đài thì mình thờ phượng này kia nọ thì ở trước, còn phòng khách ở sau. Đó, mình có thể nhìn sơ qua cái khu vực này cho bà con mình tham quan ha. Cột đây là cột đổ hết nha bà con. Đó, nhà này xây thì cũng tương đối là hơi lâu rồi. Đó, thì nhưng mà nó rất là chắc chắn, lót gạch hết rồi bà con. Đây, khu vực này là cái khu vực phòng thờ, bà con mình cũng gọi là thể là phòng khách được, tùy theo cái nhu cầu của từng người ha. Hai bên mình á là sẽ có là cái cửa sổ sẵn nè, cái trần này nè bà con nhìn thấy là biết trần nhựa nha. Đó, cái lối đi lần sau cũng rất là rộng, ngay cái cửa buồng á bà con. Ngay mình đây là cái cửa mình ở phía trước là cửa sáu cánh ha, cửa sắt nè, có dán gạch ấn trước cho bà con mình hết luôn, rất là sạch sẽ. Căn này mà khoảng 5-10 năm trước là đỉnh luôn á, đỉnh của chóp luôn á bà con. Thì những bà con nào mà ai mà yêu thích những cái bất động sản mà thuộc thị xã Hòa Thành đó, mà phường Long Thành Trung, bà con mình có thể đi xem thử qua cái căn này. Chỗ này để được ô tô, bên đây bà con để vẫn được ô tô luôn. Nó có rào hết cho bà con mình hết rồi. Mở quán cà phê buôn bán nhỏ nhỏ vẫn được, bán tập quá vẫn được luôn nha bà con. Tại vì kế bên đây luôn, khu vực này rất là đông dân cư. Nay mời bà con mình vô mình xem cái khu vực phòng ở phía sau.
căn này thì nói chung là cô chú chủ nhà bán là bán đất tặng nhà cho bà con thôi. Đó, nên bà con mình đừng có chê là nhà này xấu quá, cũ quá nha. Tại thời điểm lúc trước thôi, căn này đã có khách trả cho cô chú là 3,2 tỷ nhưng mà cô chú không bán á. Nhưng mà hôm nay đại hạ giá luôn. Nó tại vì do là cô đang cần xử lý công việc nên gửi đến bà con mình một cái mức giá ưu đãi luôn. Mình coi nhà xong đi, tí xíu em Hậu gửi cho bà con coi cái sổ là xong là cái giá là bà con hết hồn luôn. Chỉ có mấy tháng trước thôi, căn này 3,2 tỷ mà không bán luôn á bà con. Ở đây mình có hai cái phòng ngủ ha. Đấy, rất là rộng rãi ở đây. Khu vực này bà con mình để phòng khách, khu vực để một cái salon ngay chỗ này. Đó, để kệ tivi vẫn được. Và phòng bếp, nhà vệ sinh thì ở phía sau này nha bà con. Bên đây thì chúng ta sẽ có nhà tắm và nhà vệ sinh ở đây. Thì mình về thì mình bà con mình có thể cải tạo lại cũng được. Còn khu vực bên đây là cái không gian bếp. Đó, chưa hết thì chúng ta sẽ có một cái không gian, một cái khoảng sân sau ở đây nữa. Bà con mình có thể là giặt giũ phơi đồ. Đó, ở đây rất là rộng rãi ở đây nha, rất là sáng. Ở đây thì nó khoảng 3 mét sâu nữa đó bà con. À, với một cái diện tích chính 25 thổ cư 100%. Đó, ở mặt trước chính ở sau chính, đất rất là vuông vức mà thổ cư 100% nữa, thuộc phường nữa thì rất là tuyệt vời. Bây giờ á em Hậu gửi đến bà con mình cái sổ để bà con mình tham khảo. Xong á em sẽ chia sẻ đến bà con mình cái giá là bà con mình rất là bất ngờ luôn. Thì ở đây nè bà con, em Hậu có một cái sổ đất xin gửi đến bà con thuộc thửa đất số 75 tờ bản đồ số 12. Ở đây là khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 230 m², 100% là đất thổ cư. Đây ở đằng trước bà con mình thấy là 9m7, đằng sau 9m nè, nó theo cái đường đó bà con. Đó. Và chiều dài đây là mình là 25m nha bà con. Đó. Đường ở trước là đường số 59 Nguyễn Chí Thanh, hoặc là bà con mình có thể là tính theo đường Tôn Đức Thắng dẫn được. Và nhà mình á là quay về hướng Nam nha. Với diện tích như vậy, đường nhựa, khu vực dân cư, kế đường Tôn Đức Thắng, buôn bán làm gì nó cũng thuận tiện hết, đường thông thoáng. Mà giá nó chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi bà con. Cắt lỗ 700 triệu luôn. 2 tỷ rưỡi. Bà con nào ai quan tâm đến bất động sản thuộc phường Long Bình Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thì có thể mình đi xem thử cái căn này. Em Hậu nghĩ là rất là phù hợp cho bà con mình nha. Chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi bà con. 2 tỷ rưỡi là chúng ta có một cái bất động sản ngang 9 mét luôn. Nó có nhà đất phường Long Bình Trung thổ cư 100%. Bà con nào quan tâm có thể liên hệ 0839666736. Số điện thoại em Hậu có ghim trên màn hình. Đó, bà con mình có thể alo cho em để em có thể hỗ trợ bà con mình. Đối với những bà con ở xa thì bà con mình có thể kết nối Zalo với em và em có thể hỗ trợ bà con mình nha. Đó, bà con mình chỉ cần đến ngay chỗ chợ Long Hoa hoặc là chùa Tòa Thánh, alo cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Số điện thoại là 0839666736. Thì em Hậu sẽ đến để hỗ trợ bà con mình đi xem bất động sản nha. Và đừng quên hãy đăng ký kênh để chúng ta có thể kết nối với nhau, và khi mà em Hậu đăng những cái sản phẩm khác thì bà con mình có thể nhận được thông tin liền để chúng ta có thể sở hữu những cái bất động sản giá ngợp, giá tốt, giá ưu đãi trong cái giai đoạn này nha bà con. Và bây giờ mời bà con mình xem cái quy hoạch sử dụng đất và cái khung cảnh ở đây nha. Xin mời bà con. Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta thuộc thị xã Hòa Thành và đây là phường Long Bình Trung nha bà con. Thì đầu đường ở đây mình là cái đường Tôn Đức Thắng và cái bất động sản của chúng ta là một cái con đường kết nối giữa đường Phạm Hùng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh cũng như là đường Trần Phú. Thì cái hướng này á là chúng ta sẽ đi về chợ Long Hoa nè và về chùa Tòa Thánh, cũng như là bà con mình có thể đi về khu du lịch Núi Bà và về thành phố Tây Ninh. Theo cái hướng này chúng ta sẽ đi ra cái đường Cách mạng tháng 8 nha bà con. Và cái hướng ngược lại á, thì bà con mình có thể là đi về đường quốc lộ 22B để cho bà con mình có thể về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Với một cái vị trí mà bà con mình có thể thấy đây là đường á, là rộng nè, phủ hồng hết rồi, mà nó nằm ở ngay trung tâm này thì chúng ta nào là có trạm y tế, phường Long Thành Trung nè, trường học nè, đầy đủ tiện ích cái khu vực này.
Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì bà con mình có thể liên hệ số điện thoại là 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Xin cảm ơn bà con. Và từ vị trí bất động sản bây giờ em Hậu sẽ đi ra cái đường Tôn Đức Thắng nè và về chợ Long Hoa để cho bà con mình coi cái khoảng cách của cái bất động sản mình tới chợ nó sẽ như thế nào ha. Tới đây mà nếu mà bà con mình đi thẳng là ra Phạm Hùng, quẹo trái là đi ra quốc lộ 22. Bây giờ em Hậu sẽ quẹo phải đó, để dẫn bà con mình đi về chợ Long Hoa. Và ngay vị trí này với bán kính chưa được 1 km chúng ta có đầy đủ tiện ích đó, và cơ quan hành chính của thị xã Hòa Thành thì nó cũng nằm gần khu vực của chúng ta luôn đó. Ở đây đường Tôn Đức Thắng là một cái tuyến đường mà rất là nhiều bà con mà ở xa chúng ta đi lên Tây Ninh là mình đi theo đường quốc lộ 22B là bà con mình đi về chợ Long Hoa là sẽ đi trên cái tuyến đường này ha. Bây giờ thì nó sẽ có một số cái đường mới như là đường Trần Phú và đường Nguyễn Chí Thanh. À, thì bà con hơi ít đi đường này tí, nhưng hồi xưa giờ là mình sẽ đi đường này rất là nhiều nha. Hai bên đường này bà con mình thấy ở đây các cửa hàng, rồi kể cả quán ăn, quán cà phê, quán nước rất là nhiều nha bà con. Đây. Cái tuyến đường này của chúng ta là gọi là một cái tuyến đường cũng gọi là huyết mạch của thị xã Hòa Thành á bà con. Từ nhà mình, bà con mình đi về chợ Long Hoa thì cũng rất là gần. Mà bà con mình cũng có thể kinh doanh tại nhà được luôn. Tại vì cái đường đó là một cái đường thông kết nối 4 cái tuyến đường lớn của thị xã Hòa Thành lại với nhau. Ở đây thì nó sẽ là đường được thiết kế theo là ô bằng cờ. Đó, nhưng mà một số tuyến đường ngay chỗ đường Trần Phú là sẽ có con lương. Cũng như là đường Tôn Đức Thắng này cũng có con lương. Nên cái ngay chỗ bất động sản của chúng ta là nó thông luôn. Bà con mình đi nó rất là dễ dàng ha. Đấy, bà con mình thấy ở đây nè, cửa hàng đồ bán rất là nhiều ha bà con. Đây, mình tới đây mà bà con mình quẹo trái là bà con mình sẽ đi về bệnh viện huyện thị xã Hòa Thành nha bà con. Đó. Còn ngay đây trước mặt của chúng ta ở đây là chợ Long Hoa rồi. Đó. Ai buôn bán ở chợ tìm một cái nhà ngay vị trí này để mà chúng ta có thể đi lại nó thuận tiện thì cũng rất là gần luôn. Và hệ thống ngân hàng thì ở đây chúng ta có nào là Agribank, rồi Sacom, Viettin cũng như là ACB. Đấy. Với hệ thống ngân hàng cũng đầy đủ, tương đối để chúng ta có thể giao dịch được một cách rất là thuận tiện cho bà con mình. Và ngay chợ Long Hoa là một cái chợ đầu mối, nơi tập trung tất cả các ngành hàng mà bà con ở các chợ huyện, các chợ xã đều về đây để mà nhập hàng để về để mua bán. Đó, và chợ này hoạt động 24/24 luôn. Đó, thì chúng ta mà ai mà buôn bán kinh doanh thì em Hậu nghĩ là đây là một cái bất động sản rất là phù hợp cho bà con mình. Đó, và đây cửa năm chợ Long Hoa của chúng ta nha bà con. Đây, từ nhà mình đi lên đây bà con mình thấy nói có mấy câu là tới chỗ luôn rồi. Đó, thì cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại bà con.